Destiny Nguyễn xin kính chào quý vị. Theo cuộc bầu cử được đồng loạt tổ chức tại 12 tiểu bang vào ngày siêu thứ ba vừa qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến chiến thắng của hai ứng cử viên dẫn đầu đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đó là ông tỷ phú Donald Trump và bà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Đặc biệt đối với ông Donald Trump, tuy mang danh nghĩa là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nhưng chiến thắng lẫy lừng của ông vào ngày siêu thứ ba vừa qua lại trở thành cơn ác mộng đối với các thành viên đảng Cộng hòa chính thống. Các thành viên của đảng Cộng hòa đang ra sức ngăn chặn ông Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức đại diện cho đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc vào tháng 11 năm 2016 vì họ cho rằng ông Donald Trump có những quan điểm đi ngược lại đường lối chính trị của đảng Cộng hòa và việc ông Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử cùng với ứng cử viên của Đảng Dân chủ sẽ là một thất bại nặng nề. Và hiện giờ Destiny đang có mặt tại vùng thủ phủ Virginia. Đây là một trong những tiểu bang đã mang về chiến thắng cho ông Donald Trump vào ngày siêu thứ ba vừa qua. Destiny kính mời quý khán thính giả theo dõi một vài phỏng vấn của chúng tôi với cộng đồng người Việt tại đây. Ông Donald Trump tôi uh, uh, không có tán thành ông ấy lắm. Tại vì lý do là tôi là một giới trẻ tôi nhìn tôi thấy ông donald trump có những lời phát biểu uh, trong những vừa qua không được tế nhị đối với những người uh, di dân giống như chúng ta nhất là những người uh, giờ nam mỹ nhưng uh, ông vừa rồi ông dự, uh, đã thắng uh, cuộc bỏ phiếu tại tiểu bang virginia vì uh, chắc có lẽ là tiểu bang virginia là hầu như 8 70 cho tới 80 là đảng cộng hòa Sắp đến tháng 11 này, tôi hy vọng là à, có lẽ là ông cũng khó bước vô Tại vì cái di dân người ta không có ủng hộ ông ta Thì cái lá phiếu cũng không có nhiều cho ông ta Tôi thấy có những người chưa từng đi bầu qua Mà lần này họ đi bầu, mà bầu cho Donald Trump à, Theo tôi á là người dân á muốn phản ứng lại cái đường lối của chính phủ à, hiện thời cho nên người dân muốn thay đổi một chính phủ mới. Tôi á, liên bản thân tôi á, là tôi á, thích đảng Republican hồi nào tới bây giờ. À, nhưng mà đó lần này á, khi mà đảng ủng hộ một người nào á, mà đưa một người nào ra đó à, để mà tranh cử tổng thống lần này á, thì tôi sẽ bầu cho người đó. Theo tôi thì biết đâu coi như là khi mà mình bầu cho đảng cộng hòa thì sẽ giúp cho coi như là đất nước Việt Nam mình đánh đuổi coi như là coi như là bọn bọn Trung Quốc ra khỏi mà biển Đông thì tôi hy vọng trong tương lai bà con tới ngày mà bầu cử tổng thống dành cho một phiếu bầu cho đảng cho đảng cộng hòa được biết kể từ năm 1988 những ứng cử viên thắng cử ngày siêu thứ ba đều trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức nhưng đối với ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, có được đại diện cho đảng mình để ra tranh cử tổng thống hay không? Đó vẫn còn là câu hỏi mà rất nhiều cử tri đang quan tâm. Destiny tường trình cho SBTN từ vùng thủ phủ Virginia.